Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Quảng Trị có rất nhiều cây cầu đã được xây dựng gần 40 năm, trong đó chủ yếu là do người dân đóng góp xây dựng. Qua quá trình sử dụng, hiện các cây cầu này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người dân mỗi khi đi qua đây, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Cầu Xóm Sen là nơi lưu thông độc đạo của hơn 300 hộ dân thôn Mỹ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hàng ngày, người dân và các em học sinh vẫn phải đi trên chiếc cầu này, mặc dù biết là rất nguy hiểm. Lụt lội là coi như là phải đưa thuyền, đuổi là đưa thuyền đến đây thuyền là vậy là coi như gửi xe gửi cô đấy là phải đem con em đi học thôi, chứ không đi được. Là vì đi là coi như sờ quá cái cầu ní là coi như bộ. Con em đi học thì cũng khổ lắm. Về tai nạn thì từ trước đến nay cũng hơn 20 vụ là coi như nhảy, là cả xe cả người xuống sông. Nên là cái cả này là rất là nguy hiểm đối với tính mạng của nhân dân. Đề nghị cấp trên có sự quan tâm đầu tư để nâng cấp sửa chữa cầu Xóm Sen này phục vụ tốt cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân ở thôn Mỹ Trường. Hiện toàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có 116 cầu dân sinh thôn xóm, trong đó có 30 cầu tạm bợ và có 5 cầu nằm trong tình trạng xuống cấp như thế này. Đây là có cái dự án eo rám thì là đã lập hồ sơ và gửi cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cũng được biết là Tổng cục Đường bộ Việt Nam là có là chấp thuận là cho mình được mấy cái cầu, nhưng mà hiện đến đây thì dự án vẫn chưa được triển khai, cũng mong là cấp trên sẽ quan tâm. Trong khi chờ đợi những cây cầu được triển khai, những người dân nơi đây vẫn đang hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão.